FOB mới on. Đây là FOB mới on. Sau khi ấn on chúng ta bấm OK. EasyKey đang làm việc, vui lòng đợi. Đăng ký FOB mới không thành công. Kiểm tra FOB mới, thao tác lại. Như vậy chúng ta biết đây là chiếc FOB đã đăng ký với một ESO khác, không thể đăng ký với ESO mới được nữa. Và bây giờ cái công cụ mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là sản phẩm Mini Key Tool. Đây là sản phẩm Mini Key Tool. Sản phẩm này được sử dụng thông qua một cái ứng dụng trên điện thoại. Đầu tiên chúng ta có thể khởi động cái ứng dụng trên điện thoại để kết nối với cái thiết bị Mini Key Tool. Đầu tiên chúng ta có thể kiểm tra chiếc chìa trước. Chúng ta sẽ đọc thông tin kiểu chip 47 ID, trạng thái đã bị khóa, mã PN 15180304. Vâng. Tiếp theo, bạn muốn mở khóa, chúng ta chọn vào cái nút ứng dụng mở khóa bên dưới, chức năng mở khóa. Đã mở khóa thành công. Sau đó, thiết bị sẽ đọc lại, kiểm tra lại trạng thái của chìa. Và chúng ta sẽ nhìn thấy trạng thái là đã mở khóa. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sử dụng công cụ EasyKey để đăng ký FOB vừa mới mở khóa với ESO mới. Chúng ta sẽ chọn đăng ký khóa, chọn đăng ký thêm khóa, yêu cầu chuẩn bị hai khóa, khóa gốc và khóa mới, tất cả các khóa off. Chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đây là chìa khóa gốc đã được đăng ký, chìa khóa này là vừa mới được mở khóa. Sau khi off tất cả các khóa, chúng ta chọn OK. Yêu cầu FOB đã đăng ký on. Chúng ta bấm on. FOB đã đăng ký. LED chuyển sang màu xanh. OK. EasyKey đang làm việc, vui lòng đợi. FOB đã đăng ký off. FOB mới on. Đây là FOB vừa mới được mở khóa on. Chúng ta bấm OK. Và các bạn thấy LED xanh đã nhấp nháy, chứng tỏ việc đăng ký đã thành công. Vâng, thông báo đăng ký thành công FOB mới. Vâng, như vậy chúng ta sử dụng một cái công cụ nhỏ gọn Mini Key Tool để mở khóa chiếc chìa khóa đã được đăng ký và kết hợp với một chiếc máy EasyKey rất thông minh cũng nhỏ gọn để đăng ký một cái FOB mới thật sự là đơn giản. We'll be right back.